Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Hầm Mộ của tác giả Trần Lê. Ở tập trước thì ông chủ Vương đã gọi hồn của Đường Sư Phụ lên thông qua người của Mẫn. Và khi mà Đường Sư Phụ nhập lên người của Mẫn á, thì ông ta nói là ông ta sẽ kể hết cho ông chủ Vương nghe tất cả mọi sự việc mà ông chủ Vương muốn biết. Bởi vì dù gì bây giờ thì ông ta cũng chết rồi. Chỉ với hy vọng á, là ông ấy đừng có giết A Mẫn mà thôi. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Được thôi, tôi sẽ kể hết tất cả. Bởi dù sao tôi cũng đã chết rồi. Chỉ mong thiếu gia đừng hại chết A Mẫn, người nhà họ Đường. Chúng tôi luôn trung thành với gia tộc họ Vương. Tôi sẽ nói. Trưa ngày hôm sau, Mẫn khẽ mở mắt tỉnh dậy, nhưng toàn thân mệt lử, không có một chút sức lực nào. Tiếng ông Vương cất lên. Cậu tỉnh rồi à? Cho ta xin lỗi. Mẫn cố gắng nói. Sếp, có thành công không? Ông Vương lấy một cái gương nhỏ rồi đưa về trước mặt Mẫn để Mẫn tự soi mình trong gương. Ngay khi nhìn thấy mình trong gương, Mẫn lập tức giật mình. Trong gương là một người đàn ông với mái tóc bạc như gần hết. Gương mặt Mẫn cũng đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Mẫn run run hỏi. Đây là tôi sao? Ông Vương thở dài não nề ra chịu thương tiếc. Đừng lo, ta sẽ trả lại cho cậu tuổi thọ, thậm chí là bất tử. Vì sự hy sinh của cậu đã đem lại kết quả. Bí mật cuối cùng đã được giải đáp. Tạm thời trong 3 ngày tới, cậu chưa thể lấy lại sức khỏe ngay được. Ta đã điều chế cho cậu những loại thuốc từ những dược liệu quý hiếm nhất. Rồi cậu sẽ ổn thôi. Mẫn nhìn ông Vương rồi mỉm cười mãn nguyện. Ông Vương bước ra khỏi phòng, quay về phòng của mình. Vừa đi, ông Vương vừa nắm chặt đôi bàn tay. Đôi mắt long lên đỏ sọng, khuôn mặt giận dữ. Ông Vương nghĩ trong đầu. Khốn kiếp! Liên hoa nghìn cánh. Tìm được kẻ đó chẳng phải còn khó hơn Bạch Đại Ngải trăm năm xuất hiện hay sao? Cuối cùng thì ta đến đây để lãng phí dương thọ của mình vô ích thế này sao? Giải thích một chút về tên gọi Liên hoa nghìn cánh. Trong thuyết Luân Xa thì Luân Xa số 7 được ví như một bông hoa sen nghìn cánh có màu tím, và cũng là Luân Xa cao nhất trong số 7 Luân Xa. Người ta nói khi mở được Luân Xa số 7, con người sẽ đạt đến cảnh giới siêu nhiên và có khả năng tâm thức, trực tiếp gặp gỡ, giao tiếp với linh hồn, khả năng thần giao cách cảm, giống như Lý bây giờ. Tất nhiên đây chỉ là truyện để cho mọi người đọc tham khảo. Thực tế thì thuyết Luân Xa này rất phổ biến. Người ta còn có phân tích khoa học về Luân Xa, giống như não bộ con người chỉ hoạt động 10%. Và họ tin nếu như khai mở được những bí ẩn của bộ não, thì con người sẽ tiến hóa vậy. Tạm đặt tên khả năng của Lý là Liên hoa nghìn cánh. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy được rằng muốn trường sinh đâu phải dễ. Tại trụ sở công an huyện Mai Châu, thấy Khanh đang đi tới, người đồng nghiệp hôm qua có đi cùng Khanh đến resort cất lời chào. Việc tìm kiếm có tiến triển gì không anh? Nhưng lạ thay, Khanh bước qua người đó, ngay đến cả nhìn cũng không thèm. Viên công an khẽ cau mày, anh ta lẩm bẩm. Khinh khỉnh thế nhỉ? Hay là nghĩ xong việc rồi nên không thèm trả lời? Người ta bảo dân Hà Nội khinh khỉnh, quả không sai. Thôi bỏ đi. Bước ra ngoài khoảng sân vắng vẻ, điện thoại của Khanh đổ chuông. Là cuộc gọi đến từ Thượng tá Doanh. Ông Doanh nói. Tôi đã nhận được báo cáo của cậu. Nếu như không phát hiện điều gì khả nghi và xác nhận bọn họ đã rời khỏi resort trước khi mất tích, thì cậu có thể quay về được rồi. Vất vả cho cậu. Nếu cần tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi một ngày. Khanh nhoẻn miệng cười. Cảm ơn sếp, nhưng không cần đâu ạ. Tôi sẽ quay về ngay hôm nay. Cúp máy, Khanh quay lại phòng làm việc rồi nói với mọi người. Cảm ơn các đồng chí đã giúp đỡ 2 ngày qua. Tôi vừa nhận được tin báo, đã tìm thấy manh mối của những người bị mất tích. Hiện tại họ đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Tôi sẽ quay về Hà Nội ngay bây giờ. Dứt lời, Khanh đi tới bắt tay từng người một. Viên công an ban nãy chào Khanh, thấy biểu hiện của Khanh khác hẳn lúc nãy. Anh ta nói. Vừa nãy đi qua, tôi có hỏi anh mà anh không trả lời. Khanh mỉm cười. Vậy à,
Chắc có lẽ do tôi mãi suy nghĩ quá nên không chú ý. Xin lỗi anh nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Khanh lên xe ô tô trở về Hà Nội. Đang lái xe thì Khanh phải phanh gấp tấp vào lề đường bởi đầu anh vừa có một cơn đau dữ dội. Cơn đau đó đến bất chợt rồi cũng vội biến mất. Nhưng nó đau đến mức Khanh phải đổ mồ hôi hột. Khanh ôm đầu nhăn mặt suy nghĩ. Sao lại đau đầu thế nhỉ? Trước giờ mình có bị đau như thế bao giờ đâu. Tại resort của ông Vương, trong căn phòng kính, ông Vương ngồi một mình ngẫm nghĩ. Ông Vương suy nghĩ về tất cả những gì mà Đường sư phụ đã nói trong đêm hôm qua. Có những sự thật quá khủng khiếp mà dù có nằm mơ, ông Vương cũng không thể nghĩ ra được. Bất chợt, dưới chân ông Vương có tiếng mèo kêu. Con mèo đen từ đâu xuất hiện? Nó nhảy chồm lên trên mặt bàn rồi cuộn tròn lại nằm im. Ông Vương khẽ nói. Về rồi sao? Thật là những kẻ đáng thương. 3 giờ chiều tại trụ sở công an Hà Nội, trong phòng họp, Thượng tá Doanh nói với Khanh. Nếu như vậy thì bốn người đó có thể đi đâu được chứ? Có lẽ chúng ta nên chuyển hướng đến địa điểm mà cậu thanh niên đã check in lần cuối tại thành phố Hồ Chí Minh. Cậu nghĩ sao? Quay lại nhìn Khanh, ông Doanh thấy thần sắc của Khanh đang nhợt đi trông thấy. Mồ hôi đổ như tắm, mặc dù trong phòng điều hòa đang bật chỉ có 25 độ. Ông Doanh nói. Hình như cậu không được khỏe, nhìn sắc mặt cậu không tốt. Hôm nay dừng ở đây thôi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Khanh đứng dậy cúi đầu chào sếp rồi bước ra ngoài. Cơn đau đầu đang hành hạ Khanh mỗi lúc một dữ dội. Nhưng cũng như lần đầu, nó chỉ đau chốc lát. Có điều lần này cơn đau dài hơn lần trước. Trở về nhà, Khanh cảm thấy buồn ngủ. Vợ anh cũng đang chuẩn bị cơm tối khi biết anh đã trở về sau chuyến đi Hòa Bình. Thấy chồng mệt mỏi, chị vợ vội đỡ chồng vào trong phòng rồi cẩn thận đắp chăn cho chồng ngủ. Hôm đó Khanh ngủ một mạch đến tận nửa đêm. Khi đồng hồ vừa chuyển sang 2 giờ đêm thì Khanh bật dậy hét lớn. Không, không, đừng giết tôi! Tiếng hét của Khanh đánh thức cô vợ trẻ đang nằm bên cạnh. Mồ hôi đầm đìa, Khanh đưa hai bàn tay lên nhìn rồi thở hồng hộc. Người Khanh run lên vì sợ hãi. Không biết Khanh mơ thấy gì, nhưng nhìn sang vợ đang tròn mắt nhìn mình, Khanh mới tin Khanh vẫn còn sống. Cô vợ ấp úng hỏi. Anh gặp ác mộng sao? Khanh nuốt nước bọt rồi khẽ đáp. Không, không, anh không sao. Xin lỗi em vì đã đánh thức em như vậy. Hai vợ chồng tiếp tục nằm xuống, nhưng Khanh thức đến sáng luôn. Khanh không dám ngủ nữa, bởi Khanh sợ nếu mình ngủ, giấc mơ kinh hoàng ấy lại xuất hiện. Cho đến sáng hôm sau, Khanh tiếp tục đi làm trong sự lo lắng của vợ, vì cả ngày hôm qua Khanh chưa ăn gì. Bước chân vào trụ sở công an, Khanh một lần nữa gào lên. Người chết, sao lại nhiều xác chết như vậy? Những người đang có mặt ở đó giật mình quay lại nhìn Khanh như nhìn một kẻ tâm thần. Họ tiếp tục nhìn nhau bởi không hiểu Khanh đang bị làm sao. Một đồng nghiệp chạy vội lại chạm vào người Khanh hỏi. Cậu làm sao vậy? Nhưng Khanh không bình tĩnh, ngược lại còn tỏ vẻ hoảng sợ hơn. Khanh xô ngã người đồng nghiệp rồi hét lớn. Đồ sát nhân, đừng giết tôi! Đến lúc này thì mọi người đều biết Khanh không bình thường. Họ bàn tán xôn xao. Khanh ôm đầu hoảng loạn, từ từ mở mắt ra nhìn. Khanh ngơ ngác bởi xung quanh chẳng có cái xác chết nào cả. Chỉ có những người đồng nghiệp đang đứng đó chỉ trỏ. Khanh vội đứng dậy rồi bước nhanh vào bên trong. Bản thân Khanh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Nhưng kể từ đêm hôm qua, Khanh luôn trong trạng thái khủng hoảng tinh thần. Lúc nào Khanh cũng nhìn thấy những kẻ giết người man rợ. Chúng chặt xác nạn nhân thành từng mảnh nhỏ. Chúng uống máu tươi của nạn nhân. Chúng cầm những cái đầu vừa mới chặt nhảy múa xung quanh ngọn lửa cháy rực. Và Khanh nhìn thấy mình là một trong những người bị chặt xác kia. Tưởng rằng cảnh tượng đó chỉ xuất hiện trong mơ. Nhưng vừa mới đây, giữa thanh thiên bạch nhật, Khanh cũng nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ đó. Nghe thấy mọi người nói ông Doanh đi tìm Khanh để xem tình hình thế nào. Nhưng vừa mới mở cửa phòng ra thì Khanh đã lao đến tấn công ông Doanh như một kẻ điên cuồng. Vừa lao vào Khanh vừa gào thét. Tao không để chúng mày giết tao đâu! Ông Doanh bị tấn công bất ngờ nên cả người ông bị xô về phía cánh cửa. Va chạm diễn ra khiến cho những người bên ngoài vội chạy vào xem. Thấy Khanh phát điên không còn kiểm soát được bản thân, lại đang tấn công sếp của mình. Không chần chừ,
mọi người lập tức lao vào khống chế Khanh. Họ còng Khanh lại để Khanh không còn giãy dụa được nữa. Một người lấy nước lạnh tạt thẳng vào mặt Khanh. Khanh rùng mình rồi mở to mắt ra nhìn, thấy bản thân đang bị còng. Nhưng Khanh dường như cũng nhớ những chuyện vừa xảy ra. Cơn đau đầu lại đến. Thấy Khanh rên rỉ đau đớn, ông Doanh ra lệnh mở còng cho Khanh. Tiến lại gần Khanh, ông hỏi: Cậu làm sao vậy? Tình trạng của cậu không ổn đâu, để tôi cho người đưa cậu đi bệnh viện. Khanh được ba đồng chí công an khác đưa đi kiểm tra. Trên đường họ giám sát Khanh chặt chẽ bởi lo sợ Khanh sẽ phát điên. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ lắc đầu bởi Khanh không hề có triệu chứng bệnh lý gì cả. Khoảng thời gian đó Khanh cũng không có biểu hiện gì lạ thường. Nhưng Khanh phải ở nhà nghỉ ngơi vài ngày theo lời bác sĩ. Trở về nhà, Khanh vẫn trong trạng thái bất ổn. Khanh không ăn uống được gì, lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi. Cô vợ của Khanh cũng không biết phải làm sao khi dần dần Khanh xa lánh ngay cả vợ của mình. Gia đình không ai có thể khuyên được, vì chỉ cần họ mở cửa phòng, Khanh sẽ phát điên, gào thét, hoảng loạn. Hai ngày trôi qua, Khanh vẫn tự nhốt mình trong căn phòng ngủ, không thò đầu ra bên ngoài. Cũng đã là ngày thứ ba Khanh không ăn uống gì cả. Trưa nay, vợ Khanh vừa khóc vừa gõ cửa phòng, năn nỉ Khanh cố ăn một chút gì đó. Nhưng khóc đến khan cả tiếng, bên trong phòng cũng không có một tiếng đáp lại. Không gian im bặt, chị vợ khẽ đặt khay cơm xuống nền nhà, rồi run run bàn tay mở cánh cửa ra. Cánh cửa phòng mở ra, chị vợ nhìn vào bên trong, thấy Khanh đang nằm trên giường. Nghĩ chồng đang ngủ, chị vợ khẽ tiến lại gần rồi gọi nhẹ: Anh ơi, anh cố ăn một chút gì đi. Anh ơi. Nhưng rồi chị vợ hét lên thất thanh: À, không, không thể nào. Trên giường, đúng là Khanh vẫn nằm đó. Nhưng không phải anh ta ngủ mà toàn thân đã cứng đờ, lạnh toát. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Khanh đã chết từ bao giờ? Vào đi, ông Doanh nói vọng ra từ bên trong. Người bước vào là một nữ cảnh sát. Cô ta đặt tập hồ sơ lên bàn rồi nói: Báo cáo thủ trưởng, đã có kết quả khám nghiệm tử thi của Khanh. Nhưng có gì đó rất lạ. Ông Doanh hỏi: Lạ là sao? Nữ cảnh sát trả lời: Nguyên nhân cái chết của Khanh đúng là vì nhồi máu cơ tim. Nhưng trong quá trình khám nghiệm tử thi, lục phủ ngũ tạng của Khanh đã rửa ra một cách nhanh chóng. Vẫn không thể xác định được lý do, bởi vì thân xác bên ngoài lại không bị như vậy. Chuyện này rất kỳ lạ. Một người chết vì nhồi máu cơ tim, vậy mà nội tạng lại bị thối rữa. Trong khi đó kiểm tra thì không phát hiện được chất độc. Quá trình phân hủy diễn ra rất nhanh. Lo sợ đây là dịch bệnh, nên bên pháp y chỉ dám giữ lại một chút mẫu vật. Xác của Khanh đã được đưa đi hỏa táng. Ông Doanh cầm bản báo cáo pháp y lên đọc. Không phải trúng độc, nhưng trong tài liệu đúng là nội tạng của Khanh gần như đã rửa hết sau quá trình mổ xẻ, khám nghiệm tử thi. Những triệu chứng trước khi chết của Khanh vô cùng bất ổn. Khanh đã phát điên trong 3 ngày kể từ khi trở về từ Hòa Bình. Khanh không có tiền sử về bệnh tim mạch, thậm chí còn là một chiến sĩ công an tham dự hội thao. Nếu nói về sức khỏe của Khanh thì Khanh rất khỏe mạnh. Do vậy cái chết của Khanh càng nghĩ, ông Doanh lại càng thấy khó hiểu. Ông Doanh nói với nữ cảnh sát: Được rồi, cô ra ngoài đi. Nếu có phát hiện gì mới thì báo cho tôi ngay lập tức. Vâng, thưa sếp. Cô cảnh sát gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình, ông Doanh suy nghĩ. Mình có linh cảm không lành. Cái chết của cậu ấy bất ngờ và đầy bí ẩn. Vào đi, ông Doanh nói. Mở cửa bước vào là một viên cảnh sát khác. Người này nói: Báo cáo sếp, vụ 4 người mất tích vừa có thêm manh mối. Tối ngày hôm qua, điện thoại của một cậu con trai thuộc gia đình báo có con mất tích đã mở máy. Phía gia đình họ đã bật tính năng tìm iPhone và họ đã định vị được vị trí của chiếc điện thoại đó. Ông Doanh vội hỏi: Ở đâu? Người này đáp: Dạ, tại một địa chỉ thuộc phường 7, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại chúng ta đã liên lạc nhờ sự trợ giúp của công an quận 1. Họ nói sẽ cho người đi xác minh ngay, có kết quả sẽ lập tức thông báo. Ông Doanh nói: Quận 1 à? Vậy là địa điểm đó trùng với lần cuối mà một người trong số 4 người đó đã check in sau khi rời khỏi resort.
Nhưng tại sao suốt gần một tháng qua mới mở lại máy? Trước đó cũng chỉ có mở một lần duy nhất, nhưng khi gọi không có người bắt máy. Đây là manh mối quan trọng, phải nhanh lên mới được. Viên cảnh sát vội bước ra ngoài. Ông Doanh tự nhủ, trước mắt phải tập trung vào việc tìm người trước đã. Dẫu sao đây cũng là công việc mà Khanh đang làm dang dở. Nhìn vào những bức ảnh chụp tử thi trong khi khám nghiệm, ông Doanh khẽ cau mày nhăn mặt. Ông vẫn không thể giải thích nổi tại sao nội tạng của Khanh lại rửa nát hết như vậy chỉ sau có một ngày kể từ khi tử vong. Tại nhà của Lý, hôm nay bà Nhung về sớm, bởi vì ngày mai Lý sẽ đi du lịch với gia đình của Tiên. Bà muốn về sớm để chuẩn bị đồ đạc cho con gái. Tính bà Nhung cẩn thận, đây cũng là lần đầu tiên Lý đi xa mà không có vợ chồng bà. Biết đây chỉ là một chuyến du lịch, nhưng tâm lý làm mẹ khiến bà Nhung có phần lo lắng. Bà Nhung nói với Lý, vậy tối nay con sang nhà Tiên ngủ luôn phải không? Lý đáp, dạ vâng, sáng mai cô chú tính đi sớm nên như vậy cho tiện mẹ ạ. Bà Nhung mỉm cười, ừ, vậy cũng được. Mà đi lên Hòa Bình hả? Hình như đó cũng là quê của bố con thì phải. Lý ngạc nhiên, thật hả mẹ? Con cứ nghĩ bố quê ở Thái Bình chứ, vì lễ Tết nhà mình toàn về Thái Bình chúc Tết thôi mà. Bà Nhung nói, ừ, vì họ hàng của bố có người ở Thái Bình. Mà đúng là từ nhỏ bố đã sống ở Thái Bình, sau đó ra Hà Nội học thì quen mẹ. Ổn định công việc, hai bố mẹ cưới nhau. Hai bên ông bà góp tiền cho mua nhà, rồi bố mới đón ông bà nội ra ngoài này ở. Nhưng đúng là quê gốc của bố là Hòa Bình đấy. Ông bà nội là người Hòa Bình mà. À, nhắc đến bố còn mới nhớ, mấy hôm nay chẳng thấy gọi về gì cả. Mẹ cũng có số điện thoại đây, hay là gọi cho bố con thông báo chút nhỉ? Tiện hỏi thăm sức khỏe luôn. Lý cười tươi gật đầu, dạ vâng, mẹ gọi đi. Trước khi đi, con cũng muốn nói chuyện với bố. Bà Nhung lấy điện thoại ra gọi. Lúc này đang là 3 giờ chiều. Vậy có nghĩa bên Đài Loan đang là 4 giờ chiều. Có chuông điện thoại, nhưng phải đến lần gọi thứ hai ông Điền mới bắt máy. Ông Điền nói vội, tôi đang trong cuộc họp với nhà xưởng, có chuyện gì không bà? Bà Nhung nói vội, mai con nó đi du lịch, nó muốn chào ông một tiếng. Ông Điền đáp, vậy hả? Thôi bà chào con giúp tôi nhé. Tôi vừa phải xin phép ra ngoài mấy giây. Vậy nha, hai mẹ con giữ sức khỏe. Nói rồi ông Điền tắt máy. Bà Nhung thở dài, bố con đang họp, chắc bố bận lắm. Nghe giọng là biết vội làm gì đó rồi. Thôi không sao đâu, con cứ đi đi. Rảnh mẹ nói chuyện với bố sau. Mà đi rồi nhớ gọi điện về cho mẹ đấy nhé. Lý khẽ mỉm cười. Gần một tuần qua cô không nói chuyện với bố. Hôm nay mới được biết bố cô có quê gốc là Hòa Bình. Điều này lại càng khiến cho Lý thấy hồi hộp. Cô muốn xem nơi bố mình sinh ra cảnh quan đẹp đến nhường nào. Chỉ mới nhìn qua những bức ảnh chụp trên mạng, đã thấy Hòa Bình có nhiều cảnh sắc đẹp lắm rồi. Về phần ông Điền, những ngày công tác bên Đài Loan thật sự bận rộn. Ban ngày thì phải đi khảo sát cùng đối tác, buổi tối ông phải viết báo cáo sơ bộ, gửi về công ty bên Việt Nam, rồi ăn uống tiếp khách. Quay trở lại cuộc họp, ông Điền luống cuống cúi đầu xin lỗi mọi người vì sự bất tiện ban nãy. Để tiếp tục cuộc họp, ông Điền chỉ tay lên màn hình máy chiếu. Nhưng vừa định nói thì tay ông loạn choạng không hiểu sao lại đụng vào cái cốc thủy tinh đựng nước trên bàn. Cốc nước rơi xuống đất vỡ toang thành nhiều mảnh. Sự việc khiến cho đối tác bên Đài Loan có phần giật mình. Loay hoay làm sao, ông Điền lại cúi xuống với ý định nhặt mảnh vỡ thủy tinh. Tuy nhiên vừa mới chạm nhẹ vào mảnh cốc vỡ, ông Điền đã bị miếng thủy tinh sắc lẹm cứa đứt đầu ngón tay, khiến cho máu chảy ra. Ông Điền giật mình đứng dậy. Những giọt máu đỏ đang chảy tong tong xuống chiếc khăn trải bàn màu trắng nơi phòng họp. Một nữ nhân viên văn phòng người Đài Loan thấy vậy, vội chạy lại đưa khăn tay cho ông Điền cầm máu rồi thu dọn các mảnh vỡ. Cúi đầu xin lỗi các đối tác, ông Điền sau khi băng bó xong tiếp tục công việc mà vội quên đi một điều. Chiếc cốc vỡ kia chính là một điềm báo tai họa. Có một sự thật mà có thể ông Điền đã quên, hoặc có thể ông không quên, nhưng ông cũng chưa bao giờ nói với vợ. Ngay cả ông Điền cũng chưa một lần quay lại Hòa Bình, cho dù đó là nơi ông sinh ra. Ông không biết lý do tại sao, nhưng bố mẹ ông là người gốc Hòa Bình.
Tuy nhiên ông bà cũng không quay về đó một lần nào cho đến tận khi qua đời. Cũng bởi như vậy nên Lý chưa từng được nghe về quê hương của ông bà nội. Chắc chắn mảnh đất ông Điền sinh ra đó phải có nguyên do gì mới khiến cho hai ông bà nội không muốn quay lại. Nhưng định mệnh đưa đẩy, đứa cháu gái của họ ngày mai thôi sẽ đặt chân lên Hòa Bình. Không chỉ vậy, nơi mà Lý đến còn chính là mảnh đất bí ẩn, nơi bắt đầu nguồn cơn của một tội ác cách đây 40 năm về trước. Thứ họ muốn trốn tránh, cơn ác mộng của họ đã quay về từ địa ngục. Tại Mai Châu lúc này, đã mấy ngày trôi qua, tình hình sức khỏe của Mẫn cũng dần hồi phục. Để tránh sự nhòm ngó của những nhân viên làm việc trong resort, Mẫn đã phải nhuộm tóc đen. Thậm chí trước khi làm việc, Mẫn đều phải make up để che đi những nếp nhăn trên khuôn mặt. Và có một điều nữa, đó chính là sau khi Mẫn khỏe lại, thì ngay lập tức đã nhận được một công việc mới được giao từ ông Vương. Đó chính là resort tiếp tục tuyển thêm nhân sự, đặc biệt là nhân viên nữ trẻ tuổi từ 16 đến 18, thậm chí là trẻ hơn nếu ai có nhu cầu. Nhưng điều ông Vương nhấn mạnh ở đây chính là chỉ tuyển nữ nhân viên người gốc Hòa Bình, càng gần với khu vực resort càng tốt. Với mức lương cao, cộng thêm chế độ ưu đãi đặc biệt, môi trường làm việc sang trọng. Chỉ sau khi ra thông báo tuyển dụng, những cô gái ở huyện Mai Châu kéo tới nộp hồ sơ rất nhiều. Mẫn cùng quản lý nhân sự trực tiếp tuyển dụng. Tất nhiên là dưới sự quan sát và lựa chọn của ông Vương đang theo dõi từ một phòng kính. Sau 2 ngày tuyển chọn, với hàng trăm cô gái đến dự tuyển, ông Vương đã lựa ra được 20 cô gái phù hợp với yêu cầu. Một người trong phòng quản lý nhân sự hỏi Mẫn: "Sao anh lại lựa chọn những cô gái thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi? Họ còn không biết viết. Như vậy có ổn không?" Mẫn trả lời: "Anh không cần hỏi nhiều, tự tôi có dữ liệu. Trước mắt hãy cứ nhận họ vào làm việc, mở lớp đào tạo nghiệp vụ khách sạn. Đây là chỉ thị của sếp. Sếp muốn tạo công ăn việc làm cho những người ở nơi đây. Im lặng và làm theo đi." Mẫn bỏ ra khỏi phòng. Còn lại 2 người trong ban tuyển dụng, họ thở dài. "Lạ nhỉ? Bao nhiêu em xinh đẹp, dáng dấp ngon lành, có bằng cấp thì không chọn. Đi chọn toàn bọn dân tộc, tiếng Kinh nói còn không sỏi. Chữ thì không biết viết. Giờ lại bắt chúng ta đào tạo. Đúng là rỗi hơi. Mà nhân viên trong resort cũng đầy đủ các bộ phận rồi mà. Biết sắp xếp như thế nào đây?" Người còn lại nói: "Ông không nghe quản lý nói rồi à? Đây là chỉ thị của sếp. Hơn nữa quản lý nói cũng đúng. Họ muốn giúp đỡ những người khó khăn, nghèo khổ thì sao? Thế nên nhận lương cao rồi cứ làm tốt trách nhiệm. Thắc mắc không giải quyết được vấn đề. Trước mắt cứ phân bổ vào mỗi bộ phận 3 người. Đợi học hành xong sẽ quyết định tiếp." "A Mẫn à, vào đi." Ông Vương nói. Mẫn mở cửa phòng bước vào trong. Mẫn đặt danh sách nhân sự mới lên bàn rồi nói: "Báo cáo sếp, tôi đã làm đúng như sếp yêu cầu, nhưng tại sao lại là những cô gái người dân tộc thuộc huyện Mai Châu?" Ông Vương nhoẻn miệng cười: "Cậu vẫn chưa hiểu ư? Bọn chúng đều là trinh nữ, còn tại sao ta lại lựa chọn con gái thuộc Mai Châu? Đó là vì lý do cha ta tìm đến mảnh đất này. Ngoài việc tìm kiếm Bạch Đại Ngải ra, thì nơi này còn có một tộc người mang trong mình những khả năng phi thường. Nói sao cho cậu dễ hiểu bây giờ nhỉ? Cậu đã từng nghe đến ma cà rồng dân tộc Thái chưa? Có thể đó là truyền thuyết, cũng có thể thực sự có tồn tại chủng tộc đó trong thế giới loài người. Tất nhiên chúng không nhiều, bởi qua năm tháng chúng sẽ dần bị suy yếu rồi biến mất. Tộc người mà ta nói đến cũng tương tự như vậy. Họ không phải ma cà rồng, nhưng họ mang trong mình dòng máu của thần. Ở châu Âu, người ta cũng có ghi chép về những sứ giả của thánh thần như thiên sứ mang hình dạng con người, nhưng họ là những kẻ kết nối giữa hai thế giới. Quan niệm của người châu Á chúng ta có khác một chút. Chúng ta có những thầy bùa, thầy pháp, thầy tu. Những người nhờ tu luyện cực khổ, trải qua nhiều kiếp nạn mà thành chính quả. Cũng có những người sử dụng tà thuật nghịch thiên như ta để đạt được sức mạnh sai khiến quỷ thần. Dù bằng cách nào thì cũng phải đánh đổi sinh mạng, tích đức, gặp gỡ cơ duyên sau nhiều kiếp mới có. Tuy nhiên, ở Việt Nam này, cụ thể hơn là ở mảnh đất này đã xuất hiện một tộc người. Ngay khi sinh ra, họ đã có khả năng mà người khác phải tu luyện 100 năm, thậm chí 1.000 năm mới có. Họ phá vỡ mọi quy luật dù là nghịch thiên nhất.
Họ có thể giao tiếp với linh hồn người chết, có thể dự đoán được tương lai, vận mệnh của người khác. Thậm chí họ có thể đi đi về về giữa cõi âm và cõi trần mà không cần tu luyện. Bởi đó là khả năng bẩm sinh của tộc người này. Nói vậy không phải ai trong số họ cũng có được khả năng đó, mà chỉ có những kẻ được chọn. Và chúng được gọi với cái tên Liên Hoa Nghìn Cánh, một bông hoa sen nghìn năm khó gặp. Đó chính là thần dược cuối cùng, quan trọng nhất trong thuốc trường sinh. Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, Mẫn ấp úng. Có tộc người như vậy thật sao? Nhưng tại sao chỉ gái Đồng Trinh mới có khả năng này? Ông Vương tiếp tục. Liên Hoa Nghìn Cánh đúng là chỉ xuất hiện ở những cô gái Đồng Trinh. Nữ giới mang tính âm nhiều hơn nam giới, do vậy khả năng ngoại cảm của họ cũng cao hơn. Nhưng với tộc người này, hầu hết bọn họ đều có được khả năng hơn người. Cho dù là đàn ông không mang trong mình Liên Hoa Nghìn Cánh đi chăng nữa, thì họ vẫn có thể trở thành những thầy mo, thầy bùa, thầy pháp cao tay ấn, do tư chất đã được khai mở ngay từ khi sinh ra. Mẫn tiếp. Nhưng như sếp nói, đó cũng chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa, Vương lão gia cũng không thể luyện thành đan dược trường sinh. Nghĩa là Vương lão gia không tìm được Liên Hoa Nghìn Cánh. Ông Vương cau mày giận dữ. Chỉ với một ánh nhìn của ông Vương đã khiến cho Mẫn rùng mình run sợ. Nhưng ngay sau đó ông Vương mỉm cười. Đúng là như vậy. Cha ta cũng đã thất bại, bởi vì kẻ sở hữu khả năng đó 100 năm khó gặp. Và cho dù ông đã tàn sát tất cả những phụ nữ, thậm chí là cả những bé gái mới được sinh ra cũng không thành công. Nhưng ta tin tộc người đó có thật, bởi vì ta chính là người mang trong mình dòng máu của tộc người phi thường ấy. Đó là lý do vì sao ngay từ khi còn nhỏ, tư chất của ta đã khiến cho Đường sư phụ phải kinh ngạc. Trong lịch sử của gia tộc họ Vương, chưa từng có ai có thiên phú về bùa ngải, tà thuật như ta cả. Đó là do mẹ của ta là dòng dõi của tộc người kia. Nói rồi, ông Vương khẽ cầm tấm ảnh đã cũ nát hai màu đen trắng, được chụp cách đây mấy chục năm về trước. Người trong ảnh là cha của ông và mẹ của ông. Mẫn nuốt nước bọt. Mẫn nhìn ông Vương không dám nói gì thêm. Ông Vương khẽ lắc đầu. Sau khi đến đây, với khả năng của mình, cha ta nhanh chóng chiếm được cảm tình của dân làng. Rồi ông cưới luôn con gái của một thầy mo. Đường sư phụ kể, cha rất yêu mẹ ta. Nhưng ta nghĩ ông ấy cưới bà là để dễ bề tìm tung tích hầm mộ. Sau đó tìm kiếm Liên Hoa Nghìn Cánh, nhưng ông đã thất bại. Bởi vì nếu ông ấy yêu mẹ ta, thì đã không giết chết bà để luyện bùa. Nhưng giờ ta đã có câu trả lời. Nếu là ta, thì ta cũng sẽ làm như ông ấy mà thôi. Bởi thứ mà ta đang hướng đến, nó vĩ đại hơn tất cả. Mẫn nổi gai ốc với điệu cười của ông Vương. Mẫn suy nghĩ. Điên rồi, gia tộc này điên hết cả rồi. Mẫn nói. Sếp, cho dù là bọn họ có thật, nhưng ngôi làng này đã biến mất cách đây 40 năm. Những người trong làng sếp cũng nói là đã chết hết. Như vậy sao có thể... Ông Vương gằn giọng. Đúng là thế, ngôi làng này đã bị chính cha ta nguyền rủa. Nhưng biết đâu đó vẫn có những kẻ sinh sống ở đâu đó trong những bản làng ở vùng đất này. Cậu biết đó, cả ta và cậu đều đã dùng mạng sống của mình để đánh cược. Thế cho nên, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhất, ta cũng sẽ tìm kiếm đến cùng. Mẫn cúi mặt nói. Cho dù sếp có phải giết hết những cô gái tội nghiệp đó, nhưng dù có tồn tại Liên Hoa Nghìn Cánh thì sao sếp phát hiện được? Ông Vương cười. Tất nhiên rồi, ta sẽ giết nữa, thậm chí là nhiều hơn nữa nếu cần. Ta có tư chất hơn cha ta rất nhiều. Kẻ sở hữu Liên Hoa Nghìn Cánh không phải tầm thường, ta tự có cách cảm nhận. Nhưng trước tiên ta cần duy trì tuổi thọ của mình đã. Mặc dù không nhiều, nhưng đâu còn cách nào khác. Yên tâm, ta không quên cậu đâu. Cậu đã hy sinh dương thọ để giúp ta mà. Mẫn rời khỏi phòng của ông Vương. Đúng lúc đó hai tên A Lưu, A Lễ cũng vừa đi đâu về. Chúng bê trên tay hai chiếc bình thủy tinh loại lớn. Nhìn sơ qua, bên trong một bình chứa những loại cây thân thảo có hoa màu đỏ như máu. Còn một bình thì Mẫn giật mình,
bởi bên trong chứa toàn rắn độc vẫn còn sống. Chúng đi qua Mẫn rồi bước vào trong phòng. Từ cái hôm đi xuống hầm mộ và biết những chuyện hai tên này đã làm, Mẫn thấy chúng thật đáng sợ. Nhưng chúng vẫn chỉ là quân cờ dưới tay ông Vương mà thôi. Cuộc nói chuyện ban nãy với ông Vương, tuy đã được ông Vương giải thích một số vấn đề, nhưng Mẫn vẫn còn chuyện chưa rõ. Bổn phận của Mẫn là nghe và làm theo, không được phản kháng. Vì nếu chỉ cần có ý định khác, Mẫn biết mình sẽ phải chết. Nhưng Mẫn không thể ngờ được rằng có một ngày ông Vương lại trở nên tàn độc đến đáng sợ như vậy. Không chỉ ông Vương mà cả gia tộc họ Vương, tất cả đều là những con quỷ đội lốt người. Wow, đúng là ra khỏi Hà Nội không khí thoáng đãng và dễ chịu thật đấy. Tiên vừa cười nói, vừa khẽ mở kính cửa xe ô tô để nhìn ra bên ngoài. Quả đúng như vậy, càng đi, cảnh sắc hoang sơ của mảnh đất hòa bình với núi rừng, làng bản ẩn hiện trong làn sương khói buổi sáng, lúc mặt trời vẫn chưa lên cao, thật đẹp. Nó khiến cho tâm hồn con người ta bay bổng. Tiên nói với Lý. Chưa đến nơi mà đã thấy đẹp như này rồi. Nghe nói khu resort đó nằm trong rừng, chắc chắn còn đẹp nữa. Hồi hộp quá đi mất. Bố Tiên mỉm cười. Sắp đến nơi rồi, chắc chỉ còn tầm một tiếng chạy xe nữa thôi. Lý hỏi. Liệu xe ô tô có chạy được vào trong đó không chú nhỉ? Mẹ Tiên cười rồi đáp. Được chứ, tuy là resort trong rừng nhưng họ cũng đầu tư xây dựng đường xá để xe cổ có thể lưu thông dễ dàng. Chỉ có điều đường núi nó uốn lượn, quanh co hơn đường trong thành phố nhiều. Lát nữa cẩn thận không chóng mặt đấy nha hai đứa. Đúng như lời mẹ Tiên nói, càng đi vào sâu, cách xa dần khu vực dân cư sinh sống, con đường bám theo triền núi mỗi lúc một vắng vẻ hơn. Thi thoảng mới xuất hiện một vài ngôi nhà sàn, trà tranh, nhà gỗ lụp xụp của bà con đồng bào thiểu số. Lý với Tiên thích lắm, bởi đây là lần đầu tiên cả hai được ngắm cảnh đẹp mộc mạc nhưng yên bình đến như vậy. Nó khác xa với cảnh chen chúc, ồn ào tiếng còi xe. Những ngôi nhà cao tầng, những công trường bụi bặm nơi phố phường đông đúc đến mức ngột ngạt. Khoảng 40 phút sau, xe bắt đầu đi chậm lại. Có tấm bảng chỉ đường đi vào resort rất rõ ràng. Bố Tiên nói. Chà chà, đến rồi, mọi người chuẩn bị đồ đạc nha. Wow, một resort với thiết kế hiện đại nằm ngay giữa rừng núi Hòa Bình. Phải nói là rất đẹp đó. Bố với mẹ đi nước ngoài cũng đã đặt chân đến nhiều chỗ. Nhưng không ngờ ở Việt Nam người ta lại xây dựng được một nơi tuyệt như thế này. Rất đáng để tận hưởng. Sau khi đánh xe vào bãi như hướng dẫn của nhân viên resort, gia đình Tiên cùng Lý bước vào bên trong sảnh. Đồ đạc thì đã có nhân viên xách đồ cho lên xe đẩy. Đứng ở quầy làm thủ tục check-in. Sau khi xong xuôi thủ tục, nhận thẻ từ, mẹ Tiên dặn dò hai cô gái. Hai con sẽ ở một phòng, bố mẹ ở phòng bên cạnh. Thẻ từ để mở cửa phòng đây. Sửa soạn xong chúng ta sẽ đi dạo quanh một vòng nha. Tiên nhận thẻ từ tay mẹ, mặt hơi phụng phịu. Tiên kéo tay Lý đi lên trước. Bố mẹ Tiên đang dặn nhân viên xách đồ đem đồ lên phòng. Trong thang máy, Tiên nói với Lý. Thế mà tôi tưởng bố mẹ tôi sẽ thuê phòng dạng homestay chứ. Lý thắc mắc. Là sao? Tiên thở dài. Thì cũng là phòng ở, nhưng nó nằm trong khu vực riêng biệt với khu khách sạn chính. Dạng như phòng như một ngôi nhà nhỏ nằm giữa thiên nhiên á. Lý cười. À, tôi hiểu rồi. Tôi có nghe cô chú nói qua. Cô chú bảo ở đó đúng là đẹp thật, nhưng rừng núi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, như rắn rết chẳng hạn. Thế nên là cô chú mới lấy phòng trong khách sạn á. Tiên chép miệng. Thì đi du lịch khám phá phải thế mới vui chứ. Mà thôi kệ đi. Tôi có bảo bố đăng ký cho chúng ta một chuyến đi vào rừng rồi. Ngày kia sẽ đi đó. Lúc đó tha hồ mà khám phá. Hôm nay với ngày mai tham quan khu resort này đã. Thang máy vừa mở, hai cô gái bước ra. Vì không chú ý nên họ đụng trúng một người đang đứng đợi bên ngoài. Và chạm khiến cho người này bị rơi đồ đang cầm trên tay xuống đất. Là những giấy tờ, hồ sơ gì đó. Và người mà Lý vừa đụng phải chính là Mẫn. Lý vội xin lỗi. Cháu xin lỗi, để cháu nhặt giúp à. Cả Mẫn cũng cúi xuống nhặt giấy tờ. Vô tình bàn tay của Lý đã chạm vào tay Mẫn khi cả hai cùng nhặt một tờ giấy. Ngay lúc đó, Lý như bị bất động. Cô rụt tay lại rồi nhìn Mẫn. Lý ấp úng. Chú...
Mẫn ngạc nhiên không hiểu cô bé muốn nói gì. Mẫn mỉm cười. Sao vậy? Cháu biết chú à? Lý vội đứng dậy. Lý cứ nhìn chằm chằm vào Mẫn cho đến khi Mẫn bước vào thang máy. Tiên hỏi. Bộ bị đau ở đâu à? Sao nghiêng người ra vậy? Lý muốn nói gì đó với Mẫn, nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Tiên hỏi tiếp. Sao thế? Lý đáp. Người vừa nãy, tôi cảm giác thấy chú ấy không sống được bao lâu nữa. Tiên thoáng giật mình. Tiên nói. Thôi nào, sao như thế được? Lại suy nghĩ lung tung rồi, đừng khiến tôi sợ chứ. Lý không nói gì thêm. Nhưng ban nãy khi chạm vào tay Mẫn, trong khoảnh khắc Lý thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Dù chỉ là những hình ảnh vượt qua suy nghĩ nhanh chóng, nhưng Lý đã thấy người đàn ông này nằm trong một vũng máu. Còn khi ông ta bước vào thang máy, Lý còn thấy ẩn hiện phía sau ông ấy có một làn khói đen kỳ lạ. Và ở cổ của ông ta còn xuất hiện một sợi chỉ màu đỏ. Nhưng lúc chớp mắt nhìn lại thì Lý không thấy gì nữa cả. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Và y như rằng liên hoa nghìn cánh mà ông Vương đang tìm kiếm lại chính là Lý. Mà bây giờ thì Lý đã đi đến cái khu resort Mai Châu đó rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời, đi vô ngay cái miệng cọp luôn. Con cọp nó đang đi tìm mình đó các bạn. Thì đi vô ngay miệng cọp luôn. Mà Bắp đang lo nha, đang lo cho bà Tiên lắm luôn á. Thấy Tiên cũng dễ thương quá trời. Nhưng mà cái vụ này là Tiên rủ đi. Tiên rủ đi thì cho dù có Lý hay là không có Lý thì Tiên vẫn đi. Và nếu mà Tiên đi thì Tiên cũng sẽ là nạn nhân của ông Vương thôi. Bởi vì ổng nhắm đến những cái cô gái trẻ và nhỏ tuổi để ổng bắt về ổng luyện ngải. Thì cho dù là Tiên có bị cái gì thì cũng không có đổ thừa là tại vì bị Lý liên lụy. Tuy nhiên cũng không có muốn là Tiên bị cái gì hết. Tại vì thấy Tiên là một người bạn quá chân thành với Lý và quá dễ thương với Lý. Hy vọng là cho dù có gặp biến cố gì xảy ra thì hai cô gái cũng sẽ cùng với nhau sát cánh bên nhau để chiến đấu và bảo vệ nhau để có thể bình an rời khỏi khu resort Mai Châu. Bây giờ cảnh sát tới điều tra thì cũng không điều tra được gì mà cả cảnh sát cũng bị chơi ngải luôn. Là ông Khanh. Ông bị chơi ngãi cho chết luôn rồi các bạn ơi. Nói chung là bây giờ bên cảnh sát thì có dòm ngó đó. Tuy nhiên ông Vương này ổng cũng rất là mạnh. Nếu như ổng tìm được Lý và ổng luyện ra được cái ngãi đó thì ổng sẽ trở nên rất là đáng sợ. Nhưng mà Bắp nghĩ là ổng sẽ không có luyện được đâu. Nhưng mà còn Tân nữa. Ủa? Sao ta? Bữa Bắp cứ Tân á, nếu mà rời đi thì Tân sẽ gặp được Lý. Thì Bắp tưởng đâu là thông qua Tân, Lý sẽ quay tới khu resort Mai Châu. Nhưng không ngờ đó chỉ là một cái chuyến du lịch thôi. Thì Tân không có liên quan gì hết. Thì Bắp không biết là cái cớ sự ra làm sao mà Tân có thể sẽ quay lại. Và Tân sẽ là người cứu Lý. Bởi vì không biết nữa, Bắp cảm giác Tân sẽ là người cứu Lý đó các bạn. Cũng hợp lý đó. Bởi vì Tân đã cứu Lý một lần rồi. Và nếu như có chuyện gì xảy ra, thí dụ linh tính mách bảo hay là một điều gì đó và Tân quay trở lại cứu Lý lần nữa thì cũng là số phận thôi. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Hầm mộ của tác giả Trường Lê nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha.